Rồi, xin chào mọi người ạ. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Arab, kênh chuyên lên những dự án crypto MMO. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm nút chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án Sotoriva Rao 2 ạ. Theo bây giờ, tham gia dự án này, mọi người sẽ ăn chia 200.000 token, 200.000 USD ạ. Dành cho 20.000 người nghề đầu tiên ạ. Mỗi người sẽ nhận được 10 đô ạ. Về mỗi người tìm rep sẽ được nhận thêm 1 đô từ dự án này ạ. Rồi để tiến hành về nhiệm vụ, mọi người bắt đầu follow Twitter như mình ạ. Rồi sau đó mọi người hiện tại là 18.1 người để tham gia ạ. Nếu mọi người làm nhanh ạ. Rồi sau đó mọi người like và retweet lại, gắn thẻ bè bằng bè cho mình ạ. Rồi, thành. Mình gắn thẻ nó bằng bì cho mình ạ. Rồi sau đó mọi người bấm review ạ. Rồi sau đó mọi người quay trở lại form ạ. Cho group hay channel cho mình ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành điền form ạ. Rồi mọi người điền username Twitter của mình ạ. Rồi sau đó mọi người điền username Telegram của mình ạ. Sau đó mọi người điền địa chỉ ví ETH của mình ạ. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc Shark Wallet ạ. Bằng Binance, bằng ERC20 ạ. Rồi sau đó mọi người phần referral Telegram username mọi người nhập rồi mọi người nhập tấn công 1005 để ủng hộ mình ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi sau đó mọi người bắn bưởi ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ like và share để ủng hộ comment ạ. Cảm ơn mọi người ạ.